Xin chào các bạn. Bữa tối nay là tôi nói về cái chuyên đề mà phản biện lại những lời nói của kẻ tự xưng là TS Tô Văn Trường. Mà ông Nguyễn Văn Phước là giám đốc nhà sản xuất xuất bản First New Tri Việt. Ông đưa lên một cái bài mà cái người viết cái bài này thì đề hai chữ TS Tô Văn Trường. Tôi không biết TS là tiến sĩ hay thạc sĩ hay tài sĩ hay là cái gì không biết, nhưng mà viết tắt là TS của ông Tô Văn Trường nói. Thì ông Nguyễn Văn Phước đưa lên ông Tô Văn Trường nói cái bài này với mục đích bình vực cho cái những người viết và sản xuất cái cuốn sách Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử. Nhưng thưa các bạn, tôi đã có lưu vào ở trong cái mục lưu của điện thoại cá nhân. Nhưng hình như là ông Nguyễn Văn Phước đã gỡ bài đó đi mất rồi. Nhưng câu điều may mắn, tôi đã chép lại đầy đủ tất cả cái bài viết của cái người Tô Văn Trường tự xưng là TS. Thì ở đây nói rõ hết các bài đó thì nó dài dòng lắm. Nó vừa bao biện, vừa kể công, vừa lên án, nhưng không dám nói thẳng vào cái sai rõ ràng mà vòng vo bao biện một cách rất trơ trẽn. Nếu các bạn tìm hiểu vào nữa thì chắc rằng cái mục này thì hắn đã gỡ mất rồi, cho nên tôi tìm không ra nữa, nhưng tôi đã chép đầy đủ tất cả cái bài mà hắn đăng lên. Thì trong đó tóm tắt thế này: trước tiên là hắn nói Thiếu tướng Hoàng Kiền là tạo dư luận để cho dư luận công kích vào cuốn sách này và Thiếu tướng Lê Minh Lương. Cái mục nữa hắn kể công là nhà sách Trí Việt là người dũng cảm dám in cuốn sách này. Một lát tôi sẽ nói thêm cái chi tiết của cái hắn kể công như thế nào. Rồi hắn kể công, hắn ca ngợi đây là sự hy sinh dũng cảm của những người viết sách. Cái sự hy sinh dũng cảm đó ở mục đích gì thì các bạn nhận xét sao? Còn sự sai sót mà nhà ông Phước với Tô Văn Trường nói là sự sai sót nhỏ, nhưng không dám nói thẳng sai sót nhỏ là sai sót gì, mà né tránh những cái điều sai sót ở trong đó. Thì trước tiên Tô Văn Trường mở đầu cái bài nói là nói hiện giờ Tàu Cộng đang cười chúng ta là đã mất đảo rồi mà còn đánh lộn nhau. Đây là cái câu từ rõ ràng của cái tên nào gọi là TS Tô Văn Trường. Thì phân tích ra cái chỗ này thì hắn nói những người đang muốn chỉnh lại cái bộ sách viết cho đúng sự thật lịch sử thì hắn cho rằng đánh lộn nhau. Một cái điều hắn muốn bào chữa cho cái bài, những bài viết của về chiến sĩ Gạt Ma, hắn bào chữa một cách trơ trẽn. Hắn nói thêm lịch sử là lịch sử, lúc này chưa làm được cái việc trả lại sự thật cho lịch sử thì chờ tiếp, rồi sẽ có lúc cái việc sẽ làm này sẽ đến. Tức là hắn muốn một cái sự việc, tức là lúc này chưa sửa được, chưa trả lại sự thật, tức là cuốn sách cứ bán đi hết cái đã. Cái nhà sách và những người viết lên cái sách Gạt Ma này thu lợi nhuận đầy túi đã rồi mới sửa sau. Ý là hắn nói muốn như vậy đấy. Hắn nghe các bạn nghe câu từ của hắn nói thì các bạn nghĩ coi có rất buồn cười một cách trơ trẽn không? Tức lịch sử là lịch sử, lúc này chưa làm được cái việc trả lại sự thật cho lịch sử thì chờ tiếp. Chờ tới bao giờ các bạn? Có lẽ chờ khi mà hắn đã bán được hết tất cả nhiều sách, hắn đã thu tiền đầy túi rồi,
thì lúc đó mới có cái chuyện sẽ sửa xong. Mang hình thức kinh doanh bọn chúng buôn sử đó các bạn. Cho nên một cái câu này ở trong cái bài viết của cái kẻ nào gọi là TS Tô Văn Trường, hắn binh vực một cách rất trơ trẽn. Tức là cái việc đó rồi, cứ bán đi cái đã, cứ tiêu thụ hết đi cái đã, rồi vấn đề này sửa sau. Thì các bạn nghĩ xem, hắn nói như thế có đúng không? Tôi để phần này bình cho các bạn bình luận. Còn hắn còn ca ngợi là cái nhóm tác giả phải rất vất vả mới tìm được nhà xuất bản giám in. Tức là hắn binh vực cho cái bọn buôn lịch sử đã có công đầu tư từ trước. Tức là hắn ca ngợi First Nail Trí Việt của Nguyễn Nhân Phước là một người ráng can đảm giám in cuốn sách này. Tức là gì? Viết sai nhưng mà giám in, tức là can đảm đó các bạn. Can đảm dám in những cái chi tiết sai sự thật, một chi tiết nhỏ nhưng nó ảnh hưởng cả một bộ sách. Thì chẳng hắn cho rằng ông Nguyễn Nhân Phước là một người can đảm dám in cuốn sách này dù rằng trong đó có chi tiết sai. Nhưng hắn nói rằng cái sai sót nhỏ này là một sai sót nhỏ thôi, chứ hắn nói không nói đều rõ sai sót nhỏ là gồm những cái gì. Thì các bạn đều biết rằng cái sai sót nhỏ đó là một cái câu từ cắt chữ đi, nó đi một cái nghĩa khác. Mà tất cả những người trong quân đội chúng ta đều biết rằng cái câu từ đó không thể chấp nhận được. Không thể có ai ra cái khẩu lệnh như thế. Hắn cho là một sai sót nhỏ, không đáng kể. Nhưng nó nguy hiểm cả một cái nghĩa của nó. Ví dụ, một chiếc máy bay chỉ cần thiếu một con ốc trong cái động cơ của máy bay thôi, thì các bạn đều hiểu rằng cả một bay rớt xuống. Một con ốc rất nhỏ trong một cái chi tiết ở trong một cái động cơ của máy bay thôi là cả một bay rớt xuống. Nhưng hắn nói một chi tiết nhỏ không đáng kể, nhưng một chi tiết, một câu từ này rất là nguy hiểm, mà tôi không nhắc lại nữa, các bạn đã bình luận nhiều rồi. Cho nên phải nói rằng cái tên Tô Văn Trường với cái danh hiệu là TS nói như thế. Cái bài của hắn nói rất nhiều, rất dài, nhưng hầu như bao biện quanh co chứ không đi thẳng vào vấn đề sự thật. Nếu các bạn tìm hiểu được cái bài này, hoặc các bạn nào đã chép được hoặc đã coi được, thì các bạn suy ngẫm được, các bạn sẽ hiểu. Rồi hắn còn nói rằng trong cái bài này có một lực cản đáng kể của một nhóm hay thế lực coi sự kiện gạt ma như là một vấn đề có một ý đồ của một thế lực nào đó để cản trở sự kiện gạt ma, cuốn sách gạt ma này. Thì tôi xin nói lại, xin đọc lại nguyên văn cái câu mà hắn nói trong cái bài viết này. Việc nhóm tác giả phải rất vất vả mới tìm được nhà xuất bản giám in và phát hành cuốn sách. Thì các bạn đều thấy hắn ca ngợi nhà xuất bản như vậy. Tác giả rất vất vả mới tìm được cái nhà xuất bản giám in và phát hành cuốn sách. Tại sao cái nhà xuất bản thì không tìm những cuốn sách hoặc những nhà cây viết ca ngợi những gương dũng cảm hy sinh trong hai cuộc kháng chiến để viết cho hết đầy đủ, mà ca ngợi rằng tên Nguyễn Nhân Phước này đăng lên cái bài của người TS Tô Văn Trường là ca ngợi cái nhà xuất bản này can đảm mới dám in cuốn sách này các bạn. Họ can đảm mức độ trước kia khi chưa in cuốn sách này đã có thai nghén ban đầu, thì nó đã đầu tư vào chăm lo cho những chiến sĩ gạt ma và kể cả những binh lính của Ngụy trước kia là mất Hoàng Sa. Hắn đã có chủ trương đầu tư rồi, cho nên hắn phải tính cái lợi nhuận. Nhưng ở đây hắn ca ngợi là nhà xuất bản này can đảm mới dám in cuốn sách này. Và hắn nói tiếp,
in và phát hành cuốn sách cũng cho thấy có lực cản đáng kể từ những nhóm hay thế lực coi sự kiện gạt ma và sự hức xúc xuất hiện cuốn sách ảnh hưởng đến sự nghiệp và uy tín chính trị của họ. Hắn còn vu khống đến mức độ như thế, những người phản đối về cái sách gạt ma có những điểm sai thì hắn cho rằng những nhóm hay thế lực coi sự kiện gạt ma là sự kiện xuất hiện cuốn sách ảnh hưởng đến sự nghiệp và uy tín chính trị của họ. Hắn còn viết những lời trơ trẽn như thế, những lời vu cáo như vậy. Hắn cho những người có những phản ứng lại cuốn sách gạt ma có những lời chữ từ ngữ viết sai thì hắn cho rằng những người chống như thế là những cái nhóm thế lực mà cho là cái cản trở đáng kể cho cuốn sách này là gồm những nhóm thế lực. Khi xuất hiện cuốn sách làm ảnh hưởng đến sự nghiệp và uy tín chính trị của họ. Thì các bạn nghĩ xem câu từ này hắn nói xem thế được không? Và hắn tiếp là hắn lấy cái đa số người dân, những thế lực cản trở việc xuất bản cuốn sách là đi ngược quyền lợi của người dân Việt Nam. Gồm những người dân Việt Nam nào? Từ hôm đó nay rất nhiều cộng đồng bức xúc trên này, nhưng hắn vu cáo, hắn nói với đa số người dân đồng tình với cuốn sách này. Trên những thế lực cản trở việc xuất bản cuốn sách này là đi ngược lại quyền lợi của dân Việt Nam. Cái quyền lợi gì ở đây? Nhân dân Việt Nam hiện giờ đang bức xúc về cái cuốn sách này nói sai của cái câu từ mà hắn nói rằng như vậy, thì các bạn nghĩ sao? Cái quyền lợi của dân Việt Nam hay là quyền lợi của doanh thu của chúng nó? Đụng chạm cản trở đến quyền lợi doanh thu của cái nhóm buôn cho lịch sử các bạn. Hắn dám nói như thế thì các bạn thử nghĩ thêm. Và hắn nói rằng cái người chủ biên cuốn sách đã có một thương hiệu mạnh là thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang Lê Mã Lương, một người nổi tiếng rất kiên quyết và là người có công lớn cho việc xuất bản cuốn sách. Hắn dùng những từ chống đối lại những người đang phản đối sách, hắn ca ngợi Lê Mã Lương, hắn nói người chủ biên đó có một thương hiệu mạnh. Tức là gì? Như trước kia tôi đã nói rồi, tức là hắn tìm được người phải có mũ sao, có huân chương nhiều, cấp hàm thiếu tướng thì nói chắc chắn nhiều người nghe và tin là đúng. Thậm chí xuống phòng không 37 mà nói đại trọng liên 12 liên 7 thì cũng gật đầu lia lịa tin hết. Bởi vì người có huân chương nhiều, có mũ sao, có cấp hàm lớn thì chắc nói cái gì cũng chắc đúng. Trên hắn dùng cái từ người chủ biên đã có một cái thương hiệu rất mạnh. Nhưng hắn quên một điều, sức mạnh và sự nhịn nhẫn của cùng chúng mạnh hơn tất cả. Ở đây những cái nhìn nhận của cùng chúng, những cái nhìn của cùng chúng, của nhân dân mạnh hơn bất cứ một kẻ nào, một thế lực nào mà đi ngược lại quyền lợi của nhân dân. Nhưng hắn cho rằng những người đang chống lại cái cuốn sách này có những cái điều in sai, hắn cho rằng chống lại quyền lợi, lợi ích của nhân dân. Thì tôi nói đúng ra là quyền lợi, lợi ích của nhân bọn buôn sử các bạn. Nhưng hắn vu vào, ghép cái chữ nhân dân vào đây để làm gì? Tức là một cái luận điệu binh vực cho những cái điều sai của chúng đã không đưa muốn sửa, nhưng cũng muốn binh vực một cách rất trơ trẽn. Hắn ta còn nói rằng những người góp ý cuốn sách này là gây mâu thuẫn, như thế phải im lặng để cho chúng phát hành sai sự thật, để chúng bỏ tiền vào đầy túi thì mới không gọi là gây mâu thuẫn hay sao? Tức là phát ngôn danh này không phải riêng gì ông Hoàng Kiền, mà rất nhiều quần chúng nhân dân, kể cả trong các lực lượng vũ trang, kể cả các thành phần của dân binh, đều rất bất bình những câu từ phát ngôn ra không chính xác.
thì hắn cho rằng chúng ta có những ý kiến lên phát biểu như thế thì hắn cho rằng gây mâu thuẫn. Không khéo có những kẻ có khi là góp ý sai những cái gì thì hắn chụp mũ cho là phản động cũng có nữa. Trên hắn nói những người đang góp ý sách này là gây thêm mâu thuẫn, chắc chắn rằng chúng ta phải im lặng để cho chúng lấy tiền đầy túi lên thì chúng mới gọi là đoàn kết. Đoàn kết làm bằng một cách là những cái sai không dám nói, vờ hết để cho chúng có cái doanh thu, có cái thu hoạch, để cho đầy túi lên thì mới chúng gọi là đoàn kết. Nhưng nếu tất cả mọi người im lặng cho chúng phát hành sai sự thật thì có lợi cho bọn phản động, thì chắc hắn nói là đoàn kết đó các bạn. Đồng thời hắn còn nói những cái câu từ ở trong này. Hắn nói ông Hoàng Kiền là một thiếu tướng, tại sao không gặp trực tiếp hoặc trao đổi nhà sách để chỉnh sửa nhà sách mà lại có những phát ngôn, có những bài nói ở trên cộng đồng như thế để gây bức xúc trong cộng đồng. Thì hắn nói cái ông Hoàng Kiền như thế là đâm sâu lưng lên Mở Lương, hắn dùng những cái từ như thế. Hắn dám vu cáo mà hắn dám dùng những cái danh từ nói rằng thiếu tướng Hoàng Kiền có những cái phản biện như thế là tính chất đâm sâu lưng Lê Mã Lương. Nhưng ở đây mọi người đều thấy rằng không phải đâm sâu lưng mà một cái tát vỗ vào mặt để cần chỉnh đốn lại cho đúng. Nhưng hắn dùng những câu từ như thế thì tất cả chắc chắn rằng hắn cho rằng những người góp ý ở trên cái câu từ sai, tôi không nhắc lại lần nữa, các bạn đều hiểu rồi. Ở trong cái sách Gặp Ma này thì tất cả là những người đều đâm sau lưng ông Lê Mã Lương hết hay sao? Còn Lê Mã Lương đã quan hệ những thành phần nào chắc cộng đồng mạng đều biết rất nhiều rồi. Nói đi diễn chứng từng sự việc này tới việc kia các bạn đều biết rồi, đều biết rất nhiều rồi, tôi không nhắc lại nữa. Nhưng hắn dùng những câu từ rất là mất dạy, tôi nói thẳng luôn là mất dạy. Hắn nói ông Hoàng Kiền góp ý Lê Mã Lương như thế bằng như hình thức là như đâm sau lưng Lê Mã Lương. Hắn muốn dùng những cái từ nghĩa là những cấp tướng quân đội ta mà có những cái điều như vậy đấy, là vì lợi ích cá nhân hay là tư thù cá nhân hay là một cái quyền lợi cá nhân gì đó mà hắn dùng những câu từ như thế. Như thế tất cả những người lên cộng đồng mạng để phản ứng lại Lê Mã Lương những câu từ như thế, phản ứng lại cuốn sách Gặp Ma mà cái bọn buôn bị sử, buôn sử đã sản xuất ra thì chúng đều hắn cho là đâm sau lưng hết. Nhưng cái đây là những cái vỗ vào mặt chúng thẳng thừng luôn chứ không phải đâm sau lưng. Hắn còn ca ngợi đến mức độ mà cuốn sách này xuất bản đã nói lên sự dũng cảm, tính hy sinh và công sức của những người tâm huyết với vận mệnh của đất nước phải được hết sức trân trọng. Đúng, cuốn sách này không phải phản ứng hết hoàn toàn cuốn sách. Cuốn sách này xuất bản đã nói lên sự dũng cảm, tính hy sinh và công sức của những người tâm huyết. Hắn ca ngợi những người đã viết lên cuốn sách này. Đúng, có những tâm huyết, có những điều được rất đúng trong sách này, nhưng có những câu từ không đúng nên chỉnh sửa lại, chứ không phải hoàn toàn đúng hết, mà hắn cho nó là một điều sai sót nhỏ. Cái sai sót nhỏ này nó rất nguy hiểm, nó đi một cái ý nghĩa khác thường, ý nghĩa khác đi của sự việc. Hắn ca ngợi những người viết cuốn sách này đã dũng cảm, tính hy sinh. Tôi nghĩ rằng những người viết cuốn sách này không dũng cảm bằng những người viết lên những cuốn sách mà trước kia tôi nhớ rằng những nhà xuất bản sự thật ở miền Bắc trước kia đã in. Đó là hy sinh thật sự, họ tâm huyết, họ viết không hề tính đến lợi nhuận. Hắn ca ngợi như thế, thì các bạn nghĩ thế nào?
dũng cảm, tính hy sinh và công sức và tâm huyết với vận mệnh của đất nước. Xin cảm ơn những người có tâm huyết. Xin cảm ơn những người có tâm huyết. Nhưng cái gì sai thì cần phải sửa. Cho nên cái ông mà tên là T.S. Tô Văn Trường thì tôi không biết là tiến sĩ hay tạc sĩ hay tài sĩ hay là cái thứ gì không biết. Nhưng mà viết tắt là T.S. Tô Văn Trường vì tôi không biết ông Tô Văn Trường này ông nào hết. Nhưng ông viết những lời như thế thì ông cần phải coi lại. Ông có nói rằng nỗi đau đời đời xin đừng làm gì thêm nỗi đau này. Đúng, gạt ma là nỗi đau đời đời. Nhưng chẳng lẽ im lặng cho các vị viết sai đi thì mới nói rằng không làm thêm nỗi đau à. Khi người ta nói lên, muốn vạch lên, các vị muốn các vị biết lên nói lên sự thật thì các vị nói là khơi dậy thêm nỗi đau. Còn nếu im lặng đi thì chắc các vị không đau đâu. Các vị lợi nhuận lớn lắm, các vị không đau đâu. Cho nên các vị nói xin đừng làm gì thêm nỗi đau này, tức là các vị đau trong cái vụ này cũng bị hạn chế cái lợi nhuận. Cho nên các vị đau đấy. Chứ không phải nhân dân đau vì cái gạt ma, đã đau thì đã đau rồi. Buồn thì cũng đã buồn rồi. Trước kia đã nhiều lần dân đã nhắc, đã muốn nói nhưng chưa đúng thời điểm thích hợp. Tới bây giờ đúng thời điểm thích hợp, cuốn sách ra đời thì có những điều sai nhân dân góp ý. Những các cán bộ cao cấp góp ý thì các vị cho là đâm sau lưng. Các vị dùng những từ mất dạy, tôi nói thẳng như thế. Không biết là tiến sĩ hay thạc sĩ dùng những từ đó, tôi nghĩ là mất, rất mất dạy. Chẳng lẽ bây giờ các vị nói rằng đánh lộn nhau, chẳng lẽ bây giờ mất đạo rồi để im cho các người nói sai sự thật là đoàn kết à? Để các vị im lặng, để cho các vị tự do phát hành, tự do bán bản quyền, chẳng những Mỹ rồi mai mốt Đức hoặc Pháp nữa, thấy chưa? Rồi các vị tự do bán quyền, các vị thu đầy túi vô thì chắc các vị không đau. Còn hắn còn nói là cái cuộc tranh luận này có tính xung đột. Không phải tính xung đột. Cuộc tranh luận này mang tính chất xây dựng để nói lại cho đúng. Nếu cuốn sách viết lại đúng sự thật thì nhân dân vỗ tay hoan nghênh các bạn ngay. Nhưng các vị nói sai thì phải chỉnh đốn lại, thì các vị cho rằng xung đột. Hắn dùng những cái từ như thế các bạn. Cái tên Tô Văn Trường nào tôi không biết, nhưng hắn dùng những từ như thế. Thì các bạn nghĩ xem, cái tên Tô Văn Trường này dùng những cái từ như thế có đúng hay không? Nếu mà các vị xem được hết cái bài của tên này nói thì các vị còn bức xúc rất nhiều nữa. Hắn vòng vo bào chữa, không nhận thực tế, không nhận nhìn vào những cái gì sai thực tế. Nhưng hắn lại ca ngợi cái nhà xuất bản là người dũng cảm dám in được cuốn sách. Ông Nguyễn Văn Phước, ông dám, ông can đảm in ra nhiều chuyện nữa, còn nhiều lắm. Những gương anh hùng dũng cảm nhiều lắm. Những trận biệt động thành đánh cải trang, bao nhiêu khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh này, ở tức là Sài Gòn trước kia, đã từng hoạt động rất oanh liệt như thế này. Các vị dũng cảm viết lên hết những cuộc chiến tranh chống Pháp, rồi đặc biệt gần nhất là chiến tranh chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc, rất nhiều chuyện cho các vị để dũng cảm các vị viết lắm đấy. Các vị hy sinh thời gian, hy sinh công sức, viết đi các bạn, viết đi các ngài. Trên hắn lại ca ngợi như thế. Đây, ca ngợi cái nhà xuất bản là ông Nguyễn Văn Phước, nhà xuất bản First New Tri Việt. Mà cái nhà xuất bản này tôi đã
Tôi được biết trước đây 12, 13 năm rồi. Thì cái bài nói chuyện hôm nay thì tôi để cho các bạn nghiên cứu thêm những cái bài nói chuyện, những cái bài viết của cái người mà ông Nguyễn Văn Phước đưa lên. Cái bài thì nó TS Tô Văn Trường. Thì các bạn suy nghĩ và nghiên cứu thêm những cái câu từ và những cái trích đoạn của tôi vừa nêu lên. Rồi, xin thân ái chào các bạn.